Chào các bạn, chúc các bạn một buổi trưa an lành và nhiều may mắn nhé. Hôm nay mình có một rổ cà, vừa cà pháo vừa cà đắng. Và hôm nay đến trưa rồi mình sẽ làm món cà pháo ngâm với mắm chua để ăn cho bữa trưa nhé các bạn. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng mình làm món này nhé.